Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Ngọc Gia Ban. Ngọc Gia Ban lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn các dòng tủ lạnh mà hiện tại đang có mặt ở cửa hàng của Ngọc Gia Ban. Đây nhá các bạn nhé, đây đầu tiên là cái con tủ lạnh Hitachi mặt gương. Đây, và màn phím cảm ứng các bạn nhé, mình cho các bạn xem bên trong luôn này. Đấy, dòng này thì Hitachi sẽ có hút chân không này, nhằm mục đích là bảo quản được thức ăn được lâu hơn. Đấy, ngăn này ngăn to này. Đây, cái này ngăn để đá này, để đá rơi. Cái này ngăn đông này. Đây, cái phim này là phim này, mình bấm vào đây này. Đấy, nó sẽ nhảy ra. Đây cũng là một ngăn đông đó, mình để thực phẩm sống như thịt cá này, nhằm mục đích bảo quản được thức ăn được lâu hơn. Còn này, cái này ngăn rau, mình để rau củ quả. Đấy. Mỗi tủ lạnh Nhật thì nó sẽ có, nó sẽ chia nhiều ngăn khác nhau nhằm mục đích là bảo quản được thức ăn được tốt hơn, một cách tốt hơn. Thứ hai là mình để được nhiều thức ăn hơn này. Thứ ba là ví dụ mình mở thức ăn, mình mở ngăn này thì mình lấy đồ ăn này thôi, chứ nó sẽ không mở hết một cái này ra, nó sẽ làm sẽ bị tốn điện ấy. Đấy. Còn đây là cái tủ lạnh mít này, dòng mít này. Dòng này thì 620 lít các bạn nhá. Đấy, trông rất to luôn. Mình có thể giữ trữ thức ăn cả một tuần cũng không hết. Đấy. Đây là cái bàn phím cảm ứng của nó này, bàn phím của nó này. Mình điều chỉnh bàn phím ở đây. Mình mở bên trong cho bạn xem luôn. Đấy. Đấy. Hình thức còn rất là mới luôn. Đây các bạn nhá. Đấy. Đấy, tủ lạnh nào nó cũng chia ra các ngăn như vậy. Đây là ngăn đá rơi, đây là ngăn nông mềm. Tủ lạnh nhà mít thì nó có ưu điểm, nó sẽ có đặc trưng của nó sẽ có ngăn nông mềm. Đấy. Đấy nhá. Đây, còn cái này ngăn đông này, ngăn đông cứng. Cái này cũng là ngăn rau. Đấy, ngăn của nó rất là rộng, mình để được nhiều đồ hơn. Đây, còn đây là cái bàn phím của nó. Mình giờ điều chỉnh độ mạnh nhẹ cũng như tăng nhiệt độ ở đây. Đấy. Rồi phím này phím nó chuyển chế độ này, ngăn mát rồi là ngăn đông mềm rồi, ngăn đông cứng, ngăn rau. Còn phím này là phím tăng độ, giảm độ mạnh nhẹ nhiệt độ bên trong này. Vì mình để nhiều thức ăn thì mình tăng nhiệt độ cao lên, mình để ít thức ăn thì mình giảm nhiệt độ xuống. Đấy. Còn đây ngăn này ngăn điều chỉnh đá rơi này, còn ngăn này ngăn phí quá phím trẻ em này. Đấy, tủ này thì chỉ vàng, giá là nó chỉ dao động khoảng hơn 20 triệu một chút thôi. Đấy. Cái còn cái dòng mặt gương này thì rơi khoảng hơn 30 triệu. Đây, còn nhà mình còn cái dòng này nữa. Đây nhá. Đấy. Đây mình mở bên trong các bạn xem. Dòng này là dòng Toshiba này. Đây cái phím của nó như này nhá. Mở đây, ấn vào đây. Đấy, nó sẽ mở ra. Đấy. Bên trong nhà mình đã cắm vào, mình để đồ ăn cũng là để hoa quả ở đây. Và đây nó sẽ mở ra. Đấy. Cái nào cũng trông nhiều như mới luôn. Đấy. Đây, đây này mình để hoa quả này, nho này. Đây cũng là ngăn này mình đổ nước vào đây để mình làm đá rơi này. Đấy. Tất cả hiện tại nhà mình đang có tất cả các dòng tủ đều là tủ 6 cánh. Và có ngăn trên này ngăn để hoa đồ thức ăn sống, còn ngăn dưới là mình để đồ thức ăn chín với cả thức ăn sống mình để bảo quản, nhưng cũng để bảo quản lâu hơn ấy. Đấy. Có rất là nhiều ngăn khác nhau và với nhiều mức giá khác nhau. Đối với cái dòng tủ này thì chỉ trên 10 triệu một chút thôi. Đấy. Tùy thuộc vào nhu cầu của từng gia đình cũng như là mục đích của khách hàng sử dụng. Ví dụ cái dòng này nó vừa được cả hình thức vừa được cả chất lượng. Đấy, nó rất là đẹp. Đấy. Hoặc là cái dòng này dòng vừa tiền này. Đấy. Trên đây thì mình cũng đã giới thiệu cho các bạn cũng như là quay cận cảnh xung quanh cho các bạn xem các dòng tủ lạnh mà hiện tại đang có ở cửa hàng của Ngọc Gia Ban. Nếu mà bạn nào mà có nhu cầu về tủ lạnh nói riêng hoặc là các sản phẩm của Nhật nói chung thì hãy liên hệ lại với bên mình thông qua số điện thoại 0974945555. Thì số điện thoại này có liên kết với cả Zalo và Facebook. Nếu mà bạn nào ngại gọi điện thì có thể inbox Zalo, Facebook hoặc là đến tại cửa hàng nhà mình để có thể xem được nhiều sản phẩm hơn. Cửa hàng nhà mình ở 68 Tô Hiệu, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Mình chào các bạn.